Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Kiếm Hiệp Vâng thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay Kênh Chuyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Thiên Diện Nhân Mà Phần thứ 6, hồi thứ 14 Đoạt tranh chu quả Thiên Cơ Tinh và Thiên Tiệp Tinh nói xong chạy vào cốc khẩu khi đó chỉ còn một mình Thiên Dũng Tinh ở lại canh giữ. Thấy tư đồ lão nhân vẫn ngồi bất động, thương nam thi nghĩ thầm. Quả nhiên lão nhân bị trúng độc rồi, chợt nghe từ hướng cốc khẩu có tiếng quát. Quay lại bọn nhãi nhấp các ngươi mà cũng dám vào đây tranh đoạt chân bảo ư. Tiếp theo đó hai tiếng bốp bốp, đó là tiếng bàn tay tắt vào mặt nghe rất rõ. Thương nam thi quay sang nhìn, thiên cơ tinh và thiên tiệp tinh đứng thất thần, cả hai đều đưa tay bưng má nét mặt lộ vẻ đau đớn trước mặt hai người không xa có một người mặc áo vải bằng đay màu xám ngắn cuộn cỡn. da mặt tái nhợt đứng bất động như là một người chết thiên dũng tinh bỗng quát to lão tam lão ngũ cứ vào đi để hắn cho ta rút lời cửu hoàn đao vung lên sáng lóe cùng với âm thanh loảng xoảng rùng rợn chỉ chớp mắt đã phát ra ba chiêu nhằm vào người vận áo vải đay thiên cơ tinh la lên kinh hoàng Nhị ca mau dừng tay vị này là Thiên Dũng Tinh đã xuất chiêu Lý nào lại còn thu lại Vừa xuất liền ba chiêu công trực diện Đối phương hắn vừa quát Ta bảo các ngươi vào đi Người kia không tránh cũng không hoàn thổ Chỉ cởi nói Nè mặt hàn chuyên hoài mà ta tha mạng cho Cút Lại nghe bốp một tiếng nữa Thiên Dũng Tinh lại bị một tát vào mặt Trên má hàn gió năm vết ngón tay đỏ lựng Mắt nảy đom đóm Người trao đảo một nát mới đứng vững ngay cả thương nam thi đứng ngoài nhìn mà cũng không thấy người kia xuất thổ như thế nào. Bất giác kinh hãi nghĩ thầm Không biết nhân vật đó là ai xuất thổ thật như chớp. Thiên cơ tinh nén đau bước tới chắp tay không gậy nói. Thừa mong xuất quân hạ thủ lưu tình. Tại hạ thay mặt huynh đệ đa tạ. Bị người ta tát vào mặt mà còn tạ ơn thật là chuyện trên đời hiếm có. Quái nhân bận áo đây cởi bí hiểm. Ngươi cũng còn biết suy xét đấy Ba cái tát vừa rồi chỉ là giáo huấn cho các ngươi Chứ dưới kiếm của tư đồ trưởng không Thì các ngươi không được bình an thế đâu Thương Nam Thi lẩm bẩm Thì ra tư đồ lão nhân là tư đồ trưởng không Thiên cơ tinh khoát tay ra hiệu Cả ba nền lập tức lao mình đi mất Lát sau tư đồ lão nhân hướng xuống cốc khẩu hỏi Thế nào ngươi cũng muốn vào cốc khẩu ư Người được gọi là sát quân quẩy đắp Kỳ chân gì bảo ai chẳng động tâm nếu tư đồ lão nhi ngươi không định độc chiếm giữ thì ở đây làm gì? rất lời nhún chân nhảy lên trước gốc cây cổ thụ. tư đồ lão nhân vẫn ngồi nguyên chỗ trầm giọng. người nói bậy, lão phu chỉ là được người khác nhờ canh giữ ở đây thôi. sát quân ngạc nhiên hỏi dưới gầm trời này còn ai có thể sai khiến được trưởng trung kiếm tư đồ trưởng không ngươi thế? cái đó không liên quan gì đến ngươi. huynh đệ muốn vào trong đó xem sao? ngươi định thế? không còn cách nào khác ư tư mã chẳng không cười đáp có ngươi hãy chờ đến hết hợi sang tí lão phu sẽ không quản đến việc ở đây nữa sát quân ngước mắt nhìn trời nói còn hơn một thời chừng nữa mới sang tí tư đồ lão nhân gật đầu không sai sát quân cười nhạt nói chỉ sợ đến lúc đó vật ấy đã bị người khác lấy đi rồi cái đó không quan hệ gì đến lão phu sát quân nhìn thanh tiểu kiếm trên tay tư đồ lão nhân nói Xem ra huynh đệ không thể không lãnh giáo trưởng trung kiếm của ngươi. Tốt lắm. Sát quân mất giác lùi bước lại sắc mặt lộ vẻ hoang mang. Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm mà tư đồ lão nhân vẫn nắm chặt trong tay từ trước. Lão nhân vẫn ngồi bất động như cũ chỉ có mũi kiếm hướng thẳng vào đối phương. Hình như sát quân có phần úy kể tuy đã lùi lại mấy bước nhưng vẫn chưa xuất thổ. Mắt dè chừng có vẻ rất căng thẳng. Qua một hồi lâu hai người vẫn giữ thế im lìm như trước Thường Nam Thi ngạc nhiên tự hỏi Làm sao cả hai người lâu thế vẫn không động thổ Thêm một lúc nữa trên mặt sắt quân bóng thấy lấp lánh mồ hôi chặt thoái lui thêm ba bước nữa chắp tay nói Quả nhiên tư đồ lão nhi danh bất hư chuyển Nếu thanh kiếm này phát ra chỉ sợ huynh đệ không tránh nổi Xin chịu thua Tư đồ lão nhân cất tiếng cười nói Người biết vậy là tốt các hạ có thể tránh được ở đây Nhưng đã vào cốc thì mời tên ma y sát Cũng không có tên nào nguyên vẹn trở ra đâu Thương Nam Thi nghĩ thầm Thì ra người kia là ma y sát Xem ra cũng thuộc hàng cao thủ thượng thừa Vậy mà mình vẫn chưa lần nào nghe nói tới Chợt nghe ma y sát cởi nham hiểm Huynh đệ tuy biết mình không phải là đối thủ của lão ca Nhưng lão ca chớ nên dùng lời ngụy trá như thế Tư đồ lão nhân trầm giọng Vậy ngươi cho rằng trong cốc là ai huynh đệ đang muốn thành giáo tư đồ lao nhân nhìn ma y sát chậm rãi nói nhất phiến thượng thanh vân tái phiến thiên hạ động dây nát ma y sát mặt sám nguyết không chờ tư đồ lao nhân nói hết câu vội vã chắp tay nói huynh đệ cáo tử thương nam thi chứng kiến sự việc mà bàng hoàng không hiểu gì cả vì sao hai câu nói mơ hồ kia lại khiến ma y sát hoảng sợ đến như thế chắc rằng người đó là nhân vật đã ủy tác cho tư đồ lão nhân canh giữ ở cốc khẩu này và có uy lực ghê gớm nàng lẩm bẩm nhắc này nhất phiến thượng thanh vân tái phiến thiên hạ động tư đồ lão nhân nhìn theo bóng ma y sát xa dần chợt thở dài rồi từ từ nhắm mắt dưỡng thần thương nam thi nghĩ thầm vậy là tư đồ lão nhân đang nhập định chắc rằng đêm nay không còn ai đến đây nữa mình cũng nên đi nghỉ một lúc nghĩ thế định trở vào phòng nhưng ngay lúc đó chợt vang lên tiếng kêu the thé tiền bối không uống rộng nữa ư chính là giọng nói của thiên cơ tinh thương nam thi chặt dừng lại nhìn ra cửa sổ nghĩ thầm tên cô hồn độc điện này sao còn trở lại làm gì nữa tư đồ lão nhân từ từ mở mắt ra lạnh lùng hỏi ngươi còn muốn chọc giận lão phu chắc là đã chán sống rồi thiên cơ tinh giở giọng gian trá tiền bối đuổi ma y sát đi rồi tất nhiên huynh đệ tài hạ phải quay lại tư đồ lão nhân hỏi ngươi cho rằng lão phu chúng độc ư Tài hạ tự tay hạ độc lại tận mắt chứng kiến tiền bối uống hết chén rượu còn sai sao được. Từ đỏ lão nhân tay nắm chắc thanh tiểu kiếm không nói gì. Thiên cơ tinh lại nói thêm. Thứ thuốc mà tài hạ bỏ vào rượu của tiền bối là thứ rất lợi hại của đường gia bảo. Người luyện võ bình thường chỉ cần uống một viên là toi mạng. Tài hạ nghĩ rằng tiền bối là người có võ công thâm hậu. Sợ rằng một viên không đổ nên bỏ tới ba viên. Hắn nhấn đôi mảy tiếp giọng ba viên độc dược ấy đổ sức giết chết mười con châu mộng dù tiền bối nội công thâm hậu bao nhiêu cũng không thể chống chọi nổi tư đổ lao nhân chí mũi kiếm vào thiên cơ tinh giọng đầy đe dọa dù lão phu có trúng độc nhưng trước khi độc chất phát tác vẫn có thể lấy mạng ngươi thiên cơ tinh gật đầu ra vẻ đồng tình lão tiền bối xuất một kiếm có thể trong vòng trăm thước sát thương được người nhưng khi đã trúng độc nếu chỉ cần vọng động từ khắc độc chất phát tác thì mạng mình coi như đi đứt. Và lại bây giờ nếu thầy hạ tính toán không sai thì độc chất đang phát tác rồi chỉ e tiền bối cũng không đủ sức nâng kiếm lên nữa đâu. Từ đổ lão nhân tức giận hét lên một tiếng vung kiếm lên nhưng bỗng nhiên tay rổ xuống thanh kiếm nhỏ tuột khỏi bàn tay run lẩy bẩy. Thiên cơ tinh đắc ý rồi quay người gọi nhị ca ngũ đệ mau vào đi. Thiên Dũng Tinh và Thiên Tiệp Tinh như đã chờ sẵn lao đến ngay. Thiên Cơ Tinh cười gian giả nói, Người giỏi bơi thường hay chết đuối, Người tinh thông kiếm thuật cũng chết vì kiếm. Đó là chân lý xưa nay. Tiền bối lừng danh giang hồ là nhờ trưởng trung kiếm bách phát bách trống. Trong trăm bước không ai thoát nổi, Vậy mà thanh kiếm lạc vào tay tại hạ, Để kết thúc số phận tiền bối, Thật là chuyện không ai lường trước phải không? Tư đổ lão nhân nhắm nghiền mắt không nói gì, Thiên cơ tinh nhặt thanh kiếm lên lại nói Tài hạ vốn không có ý định giết tiền bối Nhưng vì tiền bối danh đầu quá lớn Nếu tài hạ giết được Tin tức lan truyền ra giang hồ Như vậy toàn võ lâm đều biết Trưởng trung kiếm tư đồ trường không Bị vô liên sinh này hạ thổ Danh tiếng ấy thật vang dội Trước sau gì tiền bối cũng chết Nếu giúp vô mỗ một kiếm thành danh Thì cũng nên lấy làm vinh hạnh Hắn vung kiếm lên nhắm yết hậu tư đồ lão nhân nhưng còn chưa hạ thủ vội nói thêm tại hạ được tiền bối cho ơn huệ ấy sẽ không bao giờ quên ơn rút lời phóng kiếm xuống nhưng đột nhiên hắn rú lên thanh tiểu kiếm rời khỏi tay cách đỉnh đầu tư đổ nó nhân không chỉ trong gang tấc thiên cơ tinh hốt hoảng lùi lại một bước đưa tay phải lên nhìn thấy cánh tay có một chiếc kim nhỏ màu đen giống như sợi lông trâu phút chốc cánh tay tê dại hẳn đi nụ cười gian trá trên môi tắt ngấm từ lâu da mặt trở nên tái xám đôi tròng mắt kinh hoàng nhìn quanh bốn phía sau đó chắp tay vái lia lịa kêu lên thống thiết thiên độc châm đúng là thiên độc châm rồi vị tiền bối nào đã phóng vào tại hạ một mũi thiên độc châm xin ngàn nại vạn nại dám mong mở lượng tử bi tha mạng cho tại hạ ngoài giải dược của tiền bối cứu mạng cho tất tại hạ không sống nổi rồi quỳ ngay xuống vừa khóc vừa lạy thiên cơ tinh con người gian dảo thâm độc ấy đâu có ngờ rằng mũi thiên độc châm ấy được phóng từ túp lều tối tăm trong khe núi chính thương nam thi đã phóng một mũi tổ lý thần châm chứ nào phải là thiên độc châm gì nàng phóng xong mũi ám khí định hiện thân mắng cho hắn mấy câu nhưng thấy hành vi của thiên cơ tinh quái dị như vậy nghĩ thầm khi thạch nhũ mẫu trao cho mình ám khí đã nói rõ là tổ lý thần châm chứ nào phải là thiên độc châm gì đâu à nhưng thạch nhũ mẫu còn căng dặn là chỉ trường hợp phận bất đắc dĩ nắm và phải đối phó với bọn gian ác thì mới được dùng. Không được sử dụng tùy tiện chỉ vì nó không có giải dược. Hơn nữa hoàn cảnh của Doãn Thiên Kỳ còn đang nguy cấp. Bản thân tư đồ lão nhân cũng đang bị đe dọa nàng không thể lộ diện nên đành thu mình lại trong cửa sổ. Thiên cơ tinh quỷ lại một hồi luôn mổm khóc lóc. Thế mà không có ai trả lời hắn tuyệt vọng đứng lên. Đột nhiên tay trái rút phát thanh kiếm đeo bên hông nghiến răng vận công chém phọc ngay vào cánh tay phải của mình sát ngay bả vai chỉ thấy trường kiếm lóe lên cánh tay rơi phịch xuống máu chảy ra như suối thiên cơ tinh mặt tái nhợt chán ướt đẫm mồ hôi nhưng cố nhịn đau vứt thanh kiếm đi cúi xuống xem vết thương thấy từ vết thương máu vẫn đỏ tươi hắn thấy yên tâm lấy trong người ra một bình nhỏ rắc một ít bột lên vết thương xé một mảnh áo băng bó lại rồi nhặt cánh tay lăn lóc trên mặt đất bước thấp bước cao xuống núi tuy rất đau đớn nhưng vẫn cố chạy thật nhanh thương nam thi không ngờ ống ám khí của mình lại lợi hại đến nỗi khiến thiên cơ tinh phải tự đoạn lấy cánh tay của mình trong lòng cũng thầm kinh hãi lúc đó thiên cơ tinh đã đi xa chợt nhớ trong người con linh giờ có thể giải mọi thứ kịch độc của phụ thân thương nam thi nghĩ rằng cần phải giải độc cho tư đồ lão nhân chợt nghe thanh y thiếu nữ hỏi cô ngưng phóng mũi châm ấy ư tỉ tỉ nhìn thấy ta chỉ đoán thôi trừ cô nương ra còn ai có thiên độc châm nữa thương nam thi tự hỏi ngay người cũng tưởng ống châm của ta là thiên độc châm thứ đó nhất định là loại ám khí vô cùng lợi hại nhưng không trả lời chỉ nói tỷ tỷ ở đây nha tiểu muội ra ngoài một chút cô nương đi đâu Từ đồ lão tiền bối bị chúng độc đang phát tác tiểu muội cần cho vị đó giải dược thanh y thiếu nữ có vẻ không hài lòng đanh giọng nói Thương thế doãn thiên kỳ phát tác khi đó ai cứu thương nam thi ngỡ người đáp tư đồ lão trượng nhường nhà cho chúng ta như vậy cũng coi là có ân huệ nay lão trượng bị chúng độc tiểu mọi này có giải dược lẽ nào thấy chết không cứu thanh nghi thiếu nương lạnh lùng nói cái đó tùy cô nương thương nam thi không đáp vội vàng chạy ra đến trước gốc cây thì tư đồ trưởng không mắt nhắm nghiền hai đầu gối quỳ xuống đất toàn thân run lên từng cơn bộ mặt đầy nếp nhăn ướt đẫm mồ hôi hiển nhiên chất độc đã phát tác và lão nhân đang vận công lực để đề kháng. Thương Nam Thi lấy ra mấy viên thuốc hòa vào trong chén rượu nhẹ giọng nói: lão trưởng vẫn bới có mang theo giải dược đã hòa trong rượu rồi lão trưởng uống vào nhé. Từ độ lão nhân hé mở đôi mắt nhìn Thương Nam Thi rồi khẽ gật đầu. Thương Nam Thi ghé chén rượu sát vào miệng lão nhân vất vả lắm mới cho nó uống hết được chén rượu. nàng kinh hãi nghĩ thầm ba viên thuốc của Thiên Cơ Tinh thật lợi hại nếu gặp người khác võ công kém hơn chắc chết lâu rồi tư đồ lão nhân uống xong đột nhiên toàn thân trao đảo rồi ngã ngửa ra thương nam thi kinh hoàng tự nhủ chẳng lẽ lão nhân đã bị độc chất phát tác mà chết rồi vậy là thuốc của mình đã chậm mất một bước giải giờ của phổ thân có thể chỉ được mọi thứ kịch độc trong thiên hạ nếu không chậm thì không đến nỗi vô hiệu thế này nàng đưa tay sờ thấy hơi thở của tư đồ lão nhân yếu ớt mồ hôi toát ra như tắm người đang mê man đi rồi Chặt nghe từ trong lèo tiếng kêu khẽ của thanh y thiếu nữ. Thường mọi nhanh vào đi dưới chân núi có người đang đến. thương Nam Thi thế áo nhân vẫn nằm bất động bối rối nghĩ. Nếu mình bỏ vào, những người đến kia là thiên cơ tinh. Tình trạng lão trưởng coi mê man như thế thì sao? Thanh y thiếu nữ lại giục, Vào nhanh lên, nếu không thì muộn mất. Lập tức đã thấy ba người xuất hiện gần cốc khẩu. bấy giờ dù thương Nam Thi có muốn trở vào cũng không kịp nữa rồi đành đứng bất động chớp mắt ba người kia đã tới ngay trước mặt thương nam thi ngước lên nhìn chật chấn động dưới ánh trăng nàng nhận ra rất rõ đi đầu là một người cao gầy mặc tăng bảo màu vàng mi bạc rủ dài chính là trường mi thượng nhân phía sau bên tả là một lão nhân bận nam bảo thiêu hoa mặt vuông tay lớn người này đích thì là lão bảo chủ đường gia bảo đường tông nghiêu bên phải còn có một lão nhân mặt đỏ bận thanh bảo đó là trưởng môn nhân của đại lương kiếm phái phong nhất quỷ Thương Nam Thi vừa sợ nhưng đột nhiên mừng thầm nghĩ. Vị thư thư kia nói rằng trường mi thượng nhân đã đi rồi ấy nào phỉnh mình. Nay hắn đã tới đây tất có giải dược quyền băng trưởng cho doãn đại ca rồi. Ba người lúc ấy mới phát hiện thấy có người đứng dưới gốc cây cũng sững người lại. Vừa lướt mắt nhìn trường mi thượng nhân đã cười ha hạ nói. Xem ra lời đồn quả không sai. Có người canh giữ ở cốc khẩu đương nhiên đã có người thâm nhập vào trong đó rồi. Chợt từ xa vang lên một tràng cười trước mắt lại có thêm hai nhân ảnh nữa lao tới. Thương Nam thì nghĩ thầm, không biết trong cốc chứa thứ bảo vật gì mà khiến nhiều nhân vật trên vô lâm đổ xô đến như vậy. Hai người mới đến một người còn trẻ mặt mũi nhẵn mịn, hai nữ quyền nhô cao mình bận cẩm bào tay cầm thiết cốt phiến. Phía sau là một trung niên hán tử mình vận trường bào lưng đeo trường kiếm. Lão bảo chủ đường Tông Nghiêu chắp tay nhìn người đi trước nói. Long Tam Công Tử Thôi Đại Hiệp cũng đến rồi Thương Nam Thi thầm nghĩ Người này là Long Tam Công Tử Hẳn vị đi sau là truy phong kiếm khách của phái điểm thương rồi Long Tam Công Tử liếc nhìn toàn trường rồi cởi to đáp Lão bảo chủ không ngờ huynh đệ và thôi huynh đến kịp phải không Truy phong kiếm khách lạnh giọng nói thêm Đường ra bảo tuy danh vang lừng thiên hạ Không ngờ cũng dùng đến thủ đoạn ti tiện thật không ai ngờ Thương Nam Thi nghĩ thầm là vị này ám chỉ đường giao bảo ngầm bỏ mê rực đầu độc tối qua đường tông Nghiêu nói thôi huynh nói thế giống như lão hổ có chỗ nào đắc tội với hai vị truy phong kiếm khách cười nhạt cái đó tất náo bảo chủ biết rõ hơn mọi người đường tông Nghiêu chắp tay khiêm giọng chắc đã có sự hiểu lầm lão hổ hoàn toàn không hiểu thôi đại hiệp muốn nói đến chuyện gì trưởng mi thượng nhân chặt chắp tay hợp thập nói a di đà phật Xin hai vị đừng tranh chấp nữa Thời giờ không còn sớm Lại có người đến trước rồi Chúng ta đã tới đây không nên chậm chế Nên nhanh chóng đi vào thì tốt Đường Tông Nghiêu vội tán đồng Lão Thiền Sư nói rất phải Long Tam Công Tử chỉ trước cốt phiến vào Thương Nam Thi hỏi Chúng ta trước hết hãy hỏi hắn xem Ai đã vào trong đó Cả năm người còn chưa nhìn rõ diện mạo Của tư đồ lão nhân đang nằm trên đất Truy phong kiếm khách nhìn Thương Nam Thi hỏi Tiểu huynh đệ người nào đang nằm thế đấy Đột nhiên thương nam thi nảy ra một ý ngẩn đầu đáp Đây là sư phụ ta Sư phụ ngươi có phải bị thương không Sư phụ ta vừa uống hơi nhiều rượu nên ngủ say Các người đừng làm kinh động lão nhân ra Long tam công tử tỏ vẻ ngờ vực hỏi Sư đồ các ngươi làm gì trong hoang sơn cổng cốc này Thương nam thi đanh giọng phản vấn Đã coi là nơi hoang sơn cổng cốc Các ngươi nửa đêm còn tới đây làm gì Long Tam Công Tử cởi to nói Hay lắm Thế ra sư đồ các ngươi ở đây là có ý đồ rồi Chợt truy phong kiếm khách Nhìn thấy thanh tiểu kiếm cắm trên đất Sắc mặt chợt biến run giọng hỏi Năm tất tiểu kiếm trăm bước thương nhân Lệnh sư có phải là trưởng trung kiếm tư đồ trường không không Trưởng mi thượng nhân nghe hỏi Mặt cũng biến sắc Thương Nam Thi gật đầu nói Sư phụ ta uống rộng nên ngủ say Các vị nếu định làm ồn thì hãy đứng xa ra một chút kẻo làm kinh động trường mi thượng nhân chắp tay hợp thập nói nếu quả là tư đổ lão thí chủ đang ngủ say thì chúng ta đừng làm kinh động nên vào cốc thôi cả mấy người tán thành ngay định bụng quay đi thương nam thi nghĩ nhanh xem ra bọn người này rất sợ tư đổ lão nhân ta không nhân cơ hội này đòi thuốc giải cho doãn đại ca thì còn chờ đến bao giờ nghĩ xong nhảy phát tới trước mặt trường mi thượng nhân nói đại sư lưu bước trường mi thượng nhân cởi hỏi tiểu thí chủ còn gì kiến giáo đại sư lưu giải giật rồi hãy đi trường mi thượng nhân ngạc nhiên hỏi tiểu thí chủ nói gì thế đại sư đánh một trưởng nam đại ca tại hạ bị thương nếu không để lại thuốc giải thì sao đi được trường mi thượng nhân nhíu mày nhìn đối phương vẫn cởi nói lạ thật nó nạp dùng trưởng đánh bị thương lệnh huynh khi nào chắc rằng tiểu thí chủ nhận sai người rời đại ca tại hạ rõ ràng bị thương bởi huyền băng trưởng của đại sư tại hạ còn nhìn sai sao được trường mi thượng nhân vẫn điểm nhiên quả nhiên tiểu thí chủ lầm rồi lão nạp là trụ trì phục khổ tự ở nga mi tài hạ biết đại sư là trường mi thượng nhân rõ ràng tối qua đã dùng huyền băng trưởng đánh bị thương đại ca của tài hạ nay còn chối sao a di đà phật lão nạp làm sao biết dùng huyền băng trưởng thương nam thi thấy đối phương chối bai bại tự nhiên cảm thấy do dự phong nhất quỷ chợt xen vào tiểu huynh đệ lão thiền sư đây là trưởng môn nhân phái nga mi Phỉ cao tăng rất đáng trọng vọng trong võ lâm Đâu có dùng huyền băng trưởng là thứ võ công bàn môn tả đạo đả thương lệnh đại ca được Hẳn là có sự hiểu nhầm rồi bọn chúng ta hiện có việc khác phải làm Nói đoạn lấy trong người ra một chiếc bình nhỏ dốc ra hai viên thuốc tiếp lợi Đây là dược hoàn gọi là thiết tâm đan do tệ phái đặc chế Có thể làm lệnh huynh duy trì được ba ngày Huyền băng trưởng tuy là thứ võ công độc bôn bá đạo Nhưng vẫn có thể chữa trị được Ngày mai vào giờ ngọ tiểu huynh đại cứ đem lệnh huynh đến đường ra bảo gặp lão hổ. Đại lương kiếm phái ngoài kiếm thuật còn có thiếu dương thần công nước tiếng giang hồ. Phong nhất quỷ nói thế tất không giả. Thương Nam Thi còn do sợ thì sau lưng chợt nghe có người nói. Đồ nhi thiết tâm đan của đại lương kiếm phái là một trong mười thứ linh dược công hiệu nhất trong võ lâm. Hãy nhanh bái tả phong trưởng môn nhân đi. Thương Nam Thi quay lại thấy tư đồ lão nhân đang ngồi lên tự bao giờ rồi. Nàng cả mừng nghĩ thầm. Lão ta gọi mình là đồ nhi chứng tỏ mình nói gì từ đầu đã nghe hết. Rồi dạ một tiếng nhận hai viên dược hoàn của phong nhất quỷ chắp tay nói. Đa tạ phong tiện bối. Chồng mi thượng nhân hướng sang tư đồ lão nhân nói. Nhiều năm không gặp thì gian lão thí chủ ẩn cư ở đây. Xin bỏ qua cho chúng ta đã làm kinh động. Tư đồ trường không chắp tay hoàn lễ kể nói. Lão thiền sư khéo nói lão hổ đâu có ẩn cư gì chỉ là được người phó thác thủ giữ ẩn nơi hoang sơn này trưởng mi thượng nhân nhíu đôi mày bạc mà khỏi lão thí chủ là bậc kỳ hiệp chẳng hay được vị nào phó thác từ đó lão nhân không đáp mà hỏi lại chư vị liên kết nhau tới đây có phải là định vào cốc không trưởng mi thượng nhân đáp lão thí chủ đã hỏi dám đâu không phụng cáo lão nạp được đường thí chủ mời lòng khách ở thành đô nghe phong thanh rằng trong cốc này có thứ tiên dật cái thế nhưng người phát hiện thứ tiên dược này chờ khi trái chín mới hái. Về sau bị người sát hại, gần đây người trên giang hồ nghe phong thanh kéo đến rất đông. Đường lão bảo chủ vì địa hạt gần đây đoán rằng nơi này có thể xảy ra một cuộc tranh đoạt nên ước lão nạp vào phong thí chủ tới xem. Lão thí chủ ẩn cư cốc này tất biết rõ chuyện chẳng hay chuyển ngôn có đúng không. Nói thế tỏ ra mình không phải do tham bảo vật mà đến. Từ đồ lão nhân gật đầu thì ra là thế lão hổ tưởng rằng lão thiền sư cũng tới đây vì chu quả nghe hai tiếng chu quả đột nhiên mọi người đều sáng mắt ra Trường mi thượng nhân hợp thập nói tội lỗi người xuất gia nấy chữ tham làm điều giới đầu tiên lão nạp đâu dám có lòng ấy chỉ vì đường lão thí chủ hiện đến đây xem nay theo lời lão thí chủ thì chuyện ấy có thật rồi tư đồ lão nhân lắc đầu cười nói ba tháng nay không có ít người trong võ lâm đến cốc này Trường mi thượng nhân vội hỏi họ là ai thế đều chưa tìm thấy chu quả chứ họ đều nghe phong thanh mà tới nhưng trong lòng chưa dám tin tưởng nghe nó hổ khuyên thì họ đều quay về cả long tam công tử xen lời tôn giả xưa ở đây tất cũng vì chu quả lão hổ chỉ nghe truyền ngôn như vậy trong cốc có chu quả hay không lão hổ cũng không được rõ đến lượt đường tông nhiêu biểu lộ sự băn khoăn lão trưởng ở đây làm sao không biết Lão hổ tuy ở đây nhưng không vào sâu trong cốc thì làm sao biết được. Nếu vậy thì chúng ta nên vào xem lão thiền sư thấy thế nào. Chào mi thượng nhân có vẻ khiêm nhẫn, mời bốn vị thí chủ. Liền đó cả năm người cùng hướng vào cốc, tư đồ lão nhân chợt nói. Các vị khoan đã, cả năm đều vội dừng chân, trưởng mi thượng nhân hỏi. Lão thí chủ có điều gì chỉ giáo? Tư đồ lão nhân cởi nói. Lão hổ nhờ vào một chút thư danh mà giữ được ở đây suốt ba tháng mà chưa có người nào đi vào cốc. Phong nhất quỷ hỏi, tư đồ lão ca có phải muốn nói rằng thời hạn ba tháng đã qua rồi không? Cũng gần như thế, chỉ còn nửa thời trần nữa là lão hổ hết thời hạn ở đây. Ý lão ca muốn lão thiền sư và huynh đệ tài hạ chờ bên ngoài nửa thời trần nữa mới được vào. Lão hổ chính là có ý đó. trầm mi thượng nhân nói, nghe khẩu khí thí chỗ thì chắc đã có người vào cốc rồi. Tư đồ lão nhân cười đáp Lão thiền sư là bậc cao tăng Lão hổ cũng không dám giấu Đúng thế đã có người vào cốc rồi Trường mi thượng nhân nhìn bốn người kia hổ nghi Nhưng còn chưa biểu lộ gì Thì chợt thấy từ trong cốc có ánh sáng phát ra Chốc lát thấy hai ngọn đèn tiến tới gần Truy phong kiếm khách thốt lên Có người từ trong cốc đi ra Cả trường mi thượng nhân Đường tông nghiêu vào phong nhất quỷ Thấy hai ngọn hồng đang thì thất sắc lội lại Thường Nam Thi thấy vậy nghĩ thầm, không biết trong cốc là nhân vật nào mà lúc nãy ma y sát hoảng sợ như vậy bây giờ bọn lão tặc này thấy hồng đang cũng tỏ ra hốt hoảng hai ngọn hồng đang lắc lư như nước theo ngọn gió đi rất nhanh chỉ phút chốc đã đến cốc khẩu thương nam thi chú ý nhìn thấy có hai bóng người nhỏ nhắn vận hồng y tay trái dâng cao ngọn hồng đang từ cốc khẩu lướt nhanh ra xem kỹ thì thấy đó là hai thiếu nữ chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi mi thanh mảy tú Thắt lưng cắm một chiếc chiết phiến màu hồng Mắt nhìn thẳng phía trước Trường mi thượng nhân đưa tay hợp thập Đứng bất động nhìn thẳng vào hai ngọn hồng đăng Phong nhất quỷ và đường tông nghiêu Cũng vội vàng đứng hai bên Trường mi thượng nhân thần sắc ngưng động Cả long tam công tử và truy phong kiếm khách Cũng trở nên căng thẳng Thương nam thi nghĩ thầm Đây là nhân vật rất có danh tiếng Thì ra có không ít nhân vật bí hiểm Mà phổ thân không nói với mình Phía sau hai hồng y tiếng nữ còn có một chiếc kiệu người kiểu kiệu là hai não bà vẫn y phục màu xám diện mạo lạnh lùng búi tóc cải một đóa hoa hồng hai tay đeo vòng vàng lấp lánh phóng bước như bay sau kiệu còn có một thiếu nữ cũng vẫn y phục màu hồng rất xinh đẹp tay bưng một chiếc hộp bằng ngọc trên mặt hộp thấy một cành cây nhỏ giữa đám lá đá xanh hiện mấy trái cây đỏ mỏng trường mi thượng nhân vừa thấy chiếc kiệu đã cao giọng niệm phật cuối người nói a di đà phật lão nạp không ngờ lại gặp đồng phu nhân ở đây xin thứ lỗi lão nạp khiếm lễ nói xong lén nhìn sang hộp ngọc đựng chu quả người trong kiệu vừa được xưng là đồng phu nhân à lên một tiếng nói ta tưởng ai hóa ra lão thiền sư cũng đến thiền sư đức cao vọng trọng chẳng lẽ cũng vì thứ chu quả này mà đến đây lão nạp được đường lão bảo chủ vào phong thí chủ ước tới đây chỉ sợ đồng đạo võ lâm xảy ra tranh chấp mà tới xem đâu có ý khác phong nhất quỳ và đường tông nghiêu cũng chắp tay nói lão thiền sư nói đúng nếu tại hạ mà biết đổng phu nhân ở đây thì không phải đảm tâm rồi đổng phu nhân lại hỏi long tam thế còn ngươi long tam công tử vội vã chắp tay trước ngực cung giọng phán bối chẳng qua là do hiếu kỳ mà đến xem ngươi nói còn có vẻ thành thực hơn long tam công tử nín thinh đổng phu nhân lại nói thôi được ở đây không phải việc của các ngươi mời lão thiền sư Chờ mi thượng nhân cúi mình phu nhân vạn an lão nạp cáo tử phong nhất quỷ đường tông nghiêu long tam công tử và truy phong kiếm khách cũng vội vã chắp tay khom lưng hành lễ định quay đi thì đồng phu nhân gọi đường lão bảo chủ đường tông nghiêu run rộng chẳng hai phu nhân còn có gì chỉ giáo ngươi và hàn chuyên hoài kết làm thông ra đúng không vậy dạ đúng vậy thiên kim của hàn huynh kết thân với khuyển tử của tại hạ tốt lắm có hai tên huynh đệ kết nghĩa của hàn chuyên hoài tự tiện xông vào cốc này đã bị ta treo lên cây cảnh cáo ngày mai đúng ngọ ngươi có thể cho người đến mang chúng về đường tông nghiêu vâng giả dối rít dạ dạ tại hạ xin tuân lệnh Đồng phu nhân lạnh giọng nói thêm ngươi hãy thay ta nói lại với hàn chuyên hoài rằng thất tinh hội nếu còn muốn đi lại trên giang hồ thì hãy ước thúc thủ hạ của mình cho thật nghiêm tại hạ xin truyền đạt kim lệnh của phu nhân tốt ngươi đi đi Lúc đó trưởng mi Thận nhân và ba người kia đã đi khá xa rồi. Đường lão bảo chủ chắp tay công kính cáo từ rồi hướng xuống chân núi phía đồng bọn vừa đi khuất phi thân đuổi theo. Phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hồi thứ 15 trưởng trung kiếm thuật. Thấy những nhân vật pho lâm danh kiếm kia chỉ chốc lát bỏ đi mất. Thương Nam Thi nghĩ thầm. Vì đồng phu nhân này không biết nay lịch thế nào mà mọi người sợ hãi đến như thế. Đồng phu nhân từ trong kiểu nói ba tháng qua đại thúc vất vả quá tư đồ lão nhân hờ một tiếng trả lời chẳng qua lão phu chỉ vì đồng phu nhân ngắt lời đại thúc không cần nói thế rồi về ai ta cũng vô cùng cảm kích liên nhi hãy thay ta dâng cho đại thúc hai chiếc lá để biểu thị thành ý tư đồ lão nhân xua tay nhăn mặt nói lão phu há phải nguyên câu nói của lão là há phải vì hai chiếc lá ấy nhưng chợt ngừng bật gật đầu cải giọng thôi cũng tốt Thiếu nước đi sau kiểu đặt chiếc hộp ngọc xuống Cẩn thận ngắt hai chiếc lá Cung kính hai tay đưa sang cho tư đổ lão nhân Tư đồ lão nhân không chút khách khí gì Nhận lấy hai chiếc lá bỏ vào trong tay áo Đồng phu nhân chợt hỏi Đại thúc người này là ai thế Là tiểu đồ lão phu mới thu nhận Lão nhân trả lời thế rồi quay sang thương nam thi bảo Đồ như hay đến chào đồng phu nhân đi Thương nam thi không tiện phủ nhận Đánh bước lên hướng vào kiểu chắp tay nói Phán bối tham kiến đồng phu nhân Người danh tánh là gì Phán bối là đoàn nam anh Tốt lắm Tấm rèm kiểu khe lay động Một vật sáng lóng lánh bắn ra nhẹ nhàng Rơi vào tay thương nam thi Nàng còn đang ngơ ngác thì nghe tư đồ lão nhân nói Người ban thưởng hậu hĩnh như thế Tiểu đồ sao dám nhận Đồng phu nhân cười đáp Đại thúc đâu phải người ngoài Ta không mang theo vật gì đáng giá Chỉ có thanh đao đó còn tạm được Tặng lệnh cao túc là lễ vật kiến diện tư đồ lão nhân nói nếu đã nói thế đồ như hãy cầm lấy rồi đến tạ ơn phu nhân đi thương nam thi còn chưa kịp xem đồ vật gì trong tay mình nhưng vẫn y lời bước lên bái tạ đồng phu nhân người trong kẹo cười nói chẳng cần tạ đại thúc ta đi đây hai thiếu nữ cầm hồng đang lập tức hướng xuống chân núi hai lão bà khiêng kẹo liền phóng bước theo sau thương nam thi cúi nhìn thấy trong tay mình là một thanh đao nhỏ chỉ dài chừng tám tấc Chui đao và bao được chạm chỗ rất công phu và khảm bằng đá quý Đổ thấy đây là một thanh bảo đao. Nàng nâng thanh đao lên nói. Lão trưởng hãy thu lấy thanh đao này lại. Tư đồ lão nhân nói. Đó là lễ vật kiến diện của đồng phu nhân cho ngươi hãy giữ lấy. Vị phu nhân ấy tưởng văn bối là đồ nhi của lão trưởng mới ban tặng cho thanh đao này. Nhưng thực chất văn bối không phải là đồ đệ thì làm sao nhận được chứ. Ai bảo ngươi không phải là đồ đệ của lão phu. Thường năm thì bỗng trở nên ngơ ngác Lúc đó ván bối thế lão trưởng mê man bất tỉnh nên mới biện bác chuyện đó để đánh lừa bọn chúng. Tư đỏ lão nhân xa sầm nét mặt nói, hồ đồ, người trước mắt người khác đã thừa nhận là đồ nhi của ta. Lão Phu cũng thừa nhận chuyện đó, há còn tính không phải. Lão Phu tất là sư phụ của ngươi rồi. Chợt lão cười lên ha hạ nói. Ngươi còn nhớ khi các ngươi đến đây ta đang nói gì không? Văn bối không nhớ lão trượng đang nói gì tư đồ lão nhân cười đáp ta nói rằng thương thế của đại ca ngươi tuy nặng nhưng có một thứ dược vật có thể chữa khỏi. thương nam thi gật đầu đống thế não trọng quả thật có nói như vậy nhưng không biết đó là thứ dược vật gì tư đồ lão nhân cười ha hả rồi lấy trong tay áo hai chiếc lá đưa lên nói đó là thứ này thương nam thi á lên một tiếng là lá chu quả không sai có hai chiếc lá này thì huyền băng trưởng còn đáng ngại gì nữa đi nào ngươi theo sư phụ vào cho đại ca ngươi uống Thường nam thi nghe vậy thì vui mừng khôn xiết nói như gieo sư phụ thật là tốt tư đồ lão nhân cười bảo nha đầu ngươi đến giờ mới nhận ta là sư phụ ư biết bao nhiêu người định bái ta là sư phụ nhưng ta chưa từng nhận lời một ai cả đó Thường nam thi theo tư đồ lão nhân đi xuống gian lẻo thanh nghi thiếu nữ bước ra đón cười nói cũng nghỉ muội muội được gặp danh sư Thường nam thi không nén nổi vui mừng khoe tỷ tỷ đại ca được cứu rồi ta đang nghe cả đó mới gọi là cát nhân thiên tướng từ đổ lão nhân đến bên giường cúi xuống xem tình trạng của doãn thiên kỳ một lúc rồi gật đầu nói không đáng ngại không đáng ngại rồi chìa chiếc lá vẫy tay gọi thương nam thi đồ nhi đại ca ngươi trúng hàn độc ngươi nhai kỹ hai chiếc lá này bỏ vào miệng cho hắn nuốt vào lại truyền thêm thực khí như vậy mới có hiệu lực trước mặt tư đồ lão nhân thương nam thi rất ngượng ngùng nhưng với ánh mắt nghiêm khắc của lão Nàng cũng phải thi hành Tuy nhiên khi nàng bỏ hai chiếc lá Đã được nhai nát vào miệng dẫn thiên kỷ Thì loáng một cái tư đồ long nhân Đã nhảy tót ra khỏi máy nèo Đến dưới gốc cây tiếp tục uống rượu Thanh hy thiếu nữ đến ngồi ở góc phòng Nhắm mắt dưỡng thận Truyền thực khí cho doãn thiên kỷ xong thương nam thi quan sát thần thái của chàng Thấy hơi thở chàng mạnh dần Sắc mặt cũng bớt nhợt nhạt Ngồi một hồi lâu thương Nam Thi gục đầu vào góc giường ngủ tiếp đi Nàng tỉnh dậy khi trời đã sáng hẳn Đưa mắt nhìn lên giường thì thấy Doãn Thiên Kỳ đang ngủ say hơi thở nhẹ và đều Da mặt đã có huyết sắc Nàng biết thần dược đã phát huy công hiệu thở phào một hơi nhẹ nhõm Nhưng lại góc phòng không thấy thanh y thiếu nữ đâu Nàng ngạc nhiên bước tới xem sao Thấy trên mặt đất vẹn vẹn ba chữ Ta đi đây Thường nằm thì sững sở nghĩ thầm Vị tỷ tỷ này thật kỳ quái Muốn đi là đi Không nói gì với mình lấy một tiếng Ngay tính danh cũng không chịu cho mình biết có lẽ tỷ tỷ ấy có nỗi ẩn tình nào đó chợt nghe tiếng tư đồ lão nhân hỏi vọng vào đồ nhi ngươi dậy chưa thương nam thi đến bên cửa sổ trả lời đệ tử dậy rồi sư phụ có chuyện gì thế đại ca ngươi uống xong hai chiếc lá ấy đến chưa tất tỉnh dậy ngươi xuống bếp rửa mặt rồi ra đây sư phụ có việc cần nói với ngươi một lúc sau nàng đi đến bên gốc cây quỳ trước mặt lão nhân lạnh ba lạnh hẳn là nàng cảm kích vì lão nhân nhường lại giải dược cứu sống đại ca mình Tư đổ lão nhân cười ha hạ nói lẽ ra phải làm việc đó từ tối hôm qua mới phải đứng dậy đứng dậy sư phụ trước tiên nên hỏi ngươi mấy câu thương nam thi đứng lên hỏi sư phụ muốn hỏi chuyện gì từ đổ lão nhân nghiêm giọng trước hết nói thật tên họ mình thật danh của đệ tử là thương nam thi ngươi họ thương sao vậy thương trinh mộc đối với ngươi có quan hệ thế nào đó là gia phụ từ đổ lão nhân vỗ đuổi cười to ha 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 phải rồi, phải rồi. Tối qua ta uống phải ba viên độc giờ của tên tiểu tử kia. Độc tính rất mạnh, ngay cả sư phổ cũng không chịu đựng nổi. Trừ thương trinh mộc ra trong thiên hạ còn ai có thể giải trừ được độc chất đó. Sư phổ cũng quen ra phổ sao. Tư đồ lão nhân vuốt tròn dâu bạc nói. Khi ta gặp trang ngươi lần đầu tiên thì y mới hai mươi tuổi. Còn giúp tổ phụ ngươi sách khỏm thuốc. Ngừng một nát não hất hàm về phía gian lẻo hỏi. Đại ca ngươi là ai? Doãn đại ca tên thiên kỷ Môn hạ của thiết diện thần phán cảnh bá bá Từ đồ lão nhân gật đầu Thì ra là đồ đệ của cảnh tôn lượng Nhưng người nào đã dùng huyền băng trưởng đánh hắn Trường mi thượng nhân Từ đồ lão nhân lắc đầu cười nói Ngươi nói sao chứ Trường mi thượng nhân là vị cao tăng nhất thế Sao lại có huyền băng trưởng bàn môn tà đạo ấy Thương nam thi đáp Thật mà tuy nhiên áo tặc không qua tới đây Không phải là trường mi thượng nhân thật đâu nếu không phải là trường mi thượng nhân thật thì hắn là ai đệ tử cũng không biết nhưng trường mi thượng nhân thật đã chết rồi từ đầu náo nhân nghe vậy trở nên sửng sốt liền hỏi Người nghe ai nói doãn đại ca tận mắt chứng kiến sự việc ấy trong người chàng hiện còn giữ chiếc kim bài của trường mi thượng nhân nữa chuyện thế nào Thường nam thi cả lại việc doãn thiên kỳ theo trường mi thượng nhân đến trọ tại đông vân miếu bị đầu độc toàn bộ tu sĩ bị giết trong đó có cả trường mi thượng nhân sau đó hai người dọc đường nghe tin trưởng mi thượng nhân đến chủ thì hôn lễ đường ra bảo họ phát hiện trưởng mi thượng nhân giả mạo và bị lão dùng huyền băng trưởng đánh bị thương thế nào nói lại một lượt cho tư đồ lão nhân nghe lão nhân nghe rất chăm chú mãi đến khi thương nam thi dừng lời mới nhíu mày hỏi chuyện đó có thực ư thế ra cả đường tông nghiêu cũng là giả mạo có lý đâu lại như thế thương nam thi dẩu giọng chẳng lẽ đồ như lại còn nói dối sư phụ Đương nhiên là không phải thế nếu đó là sự thật Thì trên võ lâm đang có một âm mưu cực kỳ to lớn Thường Nam Thi suy tính một hồi trận hỏi Chẳng lẽ sư phụ cho rằng ở xuyên Tây này vẫn còn yên ổn hay sao? Ngươi bảo có gì mà không yên ổn Có biến cố ở Thanh Thành sư phụ có biết không? 20 năm trước Thanh Thành đã tuyên bố thoái ẩn giang hồ Không giao du với ai trong võ lâm nữa Có sự cố gì thế? Thương Nam Thi gật đầu nói sự cố đó thực ra trên võ lâm cũng rất ít người biết tự nhân sư phụ không biết cũng phải tư đồ lão nhân ngắt lời người nói nhanh đi sự cố gì thương nam thi chậm rãi đáp nguyên tiêu năm nay ở thanh thành mất một pho kiếm phổ tư đồ lão nhân tỏ vẻ chán ngán chỉ mất một pho kiếm phổ thì có gì mà gọi là sự cố chứ đương nhiên còn có chuyện khác nữa khi họ phát hiện pho kiếm phổ bị mất cấp liền phái hai sư đệ của trưởng môn nhân xuất nánh tám tên đệ tử tìm kiếm khắp nơi. Nhưng cả mười người này biệt tâm không trở về nữa. Trưởng môn nhân lại phái thêm hai vị sư đệ còn lại đưa thêm tám tên đệ tử khác tiếp tục truy tìm. Từ đó lão nhân trên lại. Đúng thế, bao chân tử có bốn tên sư đệ, nam sơ sưng là thanh thành ngũ tử. Thương nam thi kể tiếp, lần thứ hai phái người đi tìm chia ra làm hai đường vị ngũ đệ phát hiện thấy nhị ca của mình ở gần cùng la nhưng đã bị mất trí hắn là bao cô tử rồi còn những người khác có phát hiện được gì thêm không hiển nhiên là câu chuyện đã hấp dẫn tư đồ lão nhân thương nam thi nói chín người kia cũng đều bị mất tích cả đây quả là chuyện ly kỳ rồi sao thế nào sau này vị ngũ đệ đó hình như danh hiệu là bao tăng tử đến cầu võ lâm minh chủ giúp đỡ tư đồ lão nhân trầm ngâm nói Việc này chưa từng có liên quan đến việc trưởng mi thượng nhân bị hại xem ra. Tới đó tư đỏ lão nhân đột nhiên ngẩn bặt. Thương Nam Thi thấy rằng doãn đại ca của mình phụng mệnh cảnh đại hiệp đi điều tra vụ thanh thành. Nay thêm mình nữa nhưng những tình thế vừa rồi đã chứng tỏ thế lực của đối phương rất mạnh. Hai người chẳng khác gì đem trứng trọi đá. Nay bỗng được vị tiền bối này nhận nằm đổ đệ. Vị này võ công rất cao cường nếu được tiền bối giúp đỡ thì rất hay. Quả đây là cơ hội tốt bỗng nghe tư đồ lão nhân hỏi đồ nhi ngươi có biết thanh đao mà tối qua động phú nhân cho ngươi nào vật thế nào không đệ tử không biết nó có tên là kim thố đao một bảo vật có từ thời cổ đại lão nhân lại nói ngươi biết ngoại hiệu sư phụ là gì không đệ tử nghe những người hôm qua nói là trưởng trung kiếm chẳng biết đúng hay sai thế nào tư đồ lão nhân cật đầu đúng thế sư phụ thường dùng thanh kiếm nhỏ này chỉ dài có năm tấc còn thanh kim thấu đao của đồng phu nhân cho ngươi dài những tám tấc So với kiếm của sư phụ cũng không khác nhau lắm Thương Nam Thi thẩm mừng hỏi Sư phụ định truyền thuật trưởng trung kiếm cho đệ tử ư Tư đồ long nhân cười lớn Thu đồ đệ tất nhiên phải truyền thụ bản lĩnh của mình rồi Chỉ có điều trưởng trung kiếm bây giờ nên đổi là trưởng trung đao Thương Nam Thi mừng dân hỏi Sư phụ thật ư Tư đồ long nhân cười nói Đương nhiên là thật nhưng sư phụ chỉ lưu lại ở đây nửa ngày Ngươi lãnh hội được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thương nam thi kinh ngạc vì thấy thời gian quá ít nhưng còn chưa dám hỏi thì tư đồ lão nhân đang nói tiếp sư phụ suốt đời nghiên cứu kiếm thuật có người cho rằng kiếm càng dài càng có uy lực nhưng sư phụ quan niệm ngược lại trong tất cả các kiếm phái những người đạt đến trình độ thượng thừa đều phải biết xuất kiếm tùy tâm vì thế kiếm chỉ nên coi là một phương tiện tâm ý không cần dài thương nam thi gật gật đầu Tư đồ lão nhân cười nói Lý thuyết đó có thể bây giờ ngươi còn chưa hiểu Nhưng cứ chú tâm luyện tập và nghiên cứu Thì sau hai ba năm có thể lãnh hội những điều ảo diệu này Trước mắt sư phụ sẽ truyền cho ngươi chính thức trong trưởng trung kiếm Tuy chỉ có chín chiêu nhưng mỗi chiêu lại bao gồm rất nhiều biến hóa Có thể sử dụng độc lập Ngươi khó thể nhớ hết Nhưng chỉ cần nắm vững mấy chiêu là có thể dùng để khống chế cường địch được rồi Thương Nam Thi thốt lên chắc rằng rất khó học tư đồ long nhân gật đầu chín chiêu kiếm pháp của sư phụ khác hẳn với kiếm thuật của tất cả các môn phái khác trong võ lâm vì thanh kiếm nhỏ dài năm tấc không giống như những thanh trường kiếm đoạn kiếm mấy thước được trường kiếm chỉ tiện tay mà dùng trong khi đó trưởng trung kiếm này giống như một thanh thủy đao nên khó dùng hơn sư phụ chỉ truyền thụ căn bản còn vận dụng thế nào lại do ngươi sau này Tuy nhiên nếu dùng nhiều tất sinh ảo diệu nhưng đạt đến trình độ thu phát thủy thì cần phải thiên bẩm. Bây giờ sư phụ sẽ giảng giải cho ngươi cách biến hóa của chín chiêu kiếm pháp. Thương Nam Thi dồn hết tâm lực chăm chú lắng nghe. Tư đồ lão nhân khẽ lắc tay, lập tức đang nắm chắc chuôi kiếm rồi vừa xuất chiêu vừa giảng giải rất tỉ mỉ. Thương Nam Thi bản chất thông minh, lại tập trung thần trí nên mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của tư đồ lão nhân đều nhớ hết như khắc vào tâm khảm tư đồ lão nhân giảng giải hết cả chín chiêu kiếm thuật chỉ hết chừng một nửa thời trưởng tuy chỉ có chín chiêu nhưng lại rất nhiều biến hóa tư đồ lão nhân lại sợ thương nam thi không nhớ hết nên giảng giải rất tỉ mỉ và cẩn thận giảng xong lão nhân dừng một lúc rồi chợt quát to đồ nhi xem đây chỉ nghe một loạt tiếng rào rào những cành lá trên cành cây bị chém đứt thi nhau rơi xuống thương nam thi kinh dị nghĩ thầm thì ra thanh kiếm nhỏ còn dùng được như một thứ ám khí tư đồ lão nhân cười ha hạ nói Đồ Nhi thấy rồi chứ, rất lại lắc tay thanh kiếm vẫn nằm trong lòng bàn tay, Thương Nam Thi kinh ngạc khỏi, sư phụ đã phóng kiếm đi rồi kia mà. Sư phụ xuất kiếm có thể trong trăm bước thương nhân không sai một phát, nếu có thể xuất mà không thể thu thì chỉ coi là ám khí đâu còn là trưởng trung kiếm nữa. Thương Nam Thi khó tin rằng thanh kiếm đã phát rồi còn có thể thu về liền nói, sư phụ có tuyệt chiêu thần diệu như vậy, sao không dạy cho đệ tử? Tư đồ lão nhân cười đáp Sư phụ đã nhận ngươi là đồ đệ Có lý nào lại giấu Những chiêu sư phụ vừa giảng giải Sau này đồ nhi dùng thành thục rồi Cũng sẽ thu phát tùy tâm như sư phụ thôi Thường Nam Thi mở to mắt Thật chứ Sư phụ còn lừa ngươi nữa ư Trên giang hồ người ta đều gọi sư phụ là Thoát thủ phát kiếm Có thể thu phát tùy tâm Mất bao nhiêu lâu mới có thể làm được như vậy nếu chuyên tâm luyện tập và thông tuệ thì chỉ cần vài ba tháng là làm được nhưng để đạt được trình độ linh diệu thì phải cần vài ba năm. Thường năm thì nghe vậy mừng dân cởi khanh cách nói. Ngay cả gấp đôi thời gian đó cũng tốt lắm rồi. Những điều sư phụ vừa giảng giải cho ngươi có nhớ cả không? Thường năm thì nghĩ ngợi một lúc mới trả lời, đại khái đều nhớ hết. Từ đồ lão nhân kiểm tra đồ đệ một lúc, thấy nàng chỉ nhớ rất tốt thì tỏ ra hài lòng vui vẻ cười nói. Hay lắm, chỉ cần ngươi luyện tập thường xuyên, ta đảm bảo rằng chỉ sau hai năm ngươi đã nổi danh trong giang hồ về trưởng trung đao rồi bây giờ ngươi nghĩ kỹ xem còn có điều gì thấy mơ hồ không hiểu không thương nam thi nhớ lại một hồi thấy rằng mình gần như đã nhớ hết chỉ có hai chiêu biến hóa phức tạp cảm thấy hơi mơ hồ liền nhờ sư phụ giảng giải kỹ hơn tư đồ lão nhân giải thích lại tỉ mỉ lần nữa rồi bảo đồ đệ lấy kim đao tập luyện theo mình tuy nàng đã nắm vững về khẩu quyết nhưng khi luyện tập lại là chuyện khác phức tạp hơn nhiều có những tư thế nàng thực hiện không đúng sau chừng nửa thời chừng nữa được uốn nắn sửa chữa thương nam thi đã thực hành đúng chín chiêu kiếm thuật tuy chỉ mới nắm cơ bản chứ chưa thực hiện được những biến hóa nhưng tư đồ lão nhân đã rất lấy làm mãn ý vì người đồ đệ của mình gật đầu nói chín chiêu kiếm pháp đại khái ngươi đã nắm vững bây giờ chỉ còn tự mình thực luyện là tốt rồi sư phụ phải đi đây thương nam thi hỏi lão nhân gia định đi đâu vậy Sư phụ có việc phải làm Thương Nam Thi chợt hỏi Sư phụ Đổng Phu Nhân là ai vậy Người đã không biết thì tốt nhất đừng nên hỏi Rất nói vội vã nhún mình phóng đi Thương Nam Thi rất cảm động Định nói gì nhưng chỉ trong trước mắt Đã không thấy sư phụ đâu nữa Nàng tần ngần nhớ lại sự việc vừa qua Quả gặp gỡ tình cờ với vị kỳ nhân Không những cứu được doãn đại ca Thoát khỏi nguy hiểm Mà chính nàng cũng gặp kỳ duyên Là học được một thứ võ công kỳ diệu Nàng bồi hồi nhìn theo hướng chân núi nơi tư đồ lão nhân vừa đi khuất một lúc sau tiếp tục luyện kiếm cho đến trưa thương nam thi mới đi vào lều doãn thiên kỳ vẫn nằm trên giường nhưng thấy thương nam thi vào liền mở mắt thương nam thi liền bước đến bên giường hỏi đại ca đã tỉnh hẳn rồi hãy mau vận khí thử xem đã bình phục hẳn chưa doãn thiên kỳ đưa mắt nhìn quanh rồi ngạc nhiên hỏi đây là nơi nào hôm qua ta bị thương rất nặng mà huynh đừng hỏi nữa mau thử vận khí xem doãn thiên kỳ y lời ngồi dậy vận khí kiểm tra Thế không còn chỗ nào trở ngại nên mở mắt ra cười nói. Huynh khỏe hẳn rồi không sao cả. Khỏe là tốt rồi. Tối hôm qua nằm người ta lo muốn chết. Chợt à lên một tiếng nói. Để muội xuống bếp làm cơm. Nhưng bỗng nhiên như linh cảm có điều gì. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Chợt thấy có bốn năm nhân ảnh từ chân núi đang đi nhanh đến. Nàng vẫy tay bảo doãn thiên kỷ. Đại ca có người đến. Cả thầy có năm người, mình bận khinh trang màu xanh lưng đeo đơn đao cách phục sức giống như người của đường gia bảo cả bọn đến dưới gốc cây cổ thụ thì dừng lại doãn thiên kỷ nhận ra tên đi đầu cầm thanh long đao là tên đã hai lần giao thủ với mình trong lòng thoáng nhét ngạc nhiên tên đi đầu nói lệnh chủ nói rằng tư đồ lão nhân rất khó đối phó bảo chúng ta đến đây ngầm theo dõi vừa rồi thế não bỏ đi rồi ta mới dẫn các ngươi lên đây doãn tiểu tử đã bị thương có lẽ e sắp táng mạng rồi chỉ còn nha đầu kia thì không khó gì tên kia có vẻ nghi ngờ tiểu đại cho rằng nếu tư đồ long nhân đã đi thì vị tất hai tên kia còn ở lại đây làm gì doãn thiên kỳ thương thế rất nặng vừa rồi chúng ta đã thấy chỉ một mình tư đồ long nhân rời khỏi đây tất tên tiểu tử đó còn ở lại dưỡng thương doãn thiên kỳ thẩm nghĩ chúng vừa nói đến lệnh chủ đương nhiên là tên giả mạo trường mi thượng nhân nhưng không biết lai lịch hắn thế nào thương nam thi nếu áo chàng nói nhỏ đại ca chúng ta nên tránh đi một lúc là hơn doãn thiên kỳ gật đầu đồng ý thương nam thi nói sau nhà bếp có một cửa nhỏ có thể thông ra sau nhà hãy đi theo muội hai người nhẹ nhàng lách ra theo cửa hậu ra nhà sau ẩn trong một cánh rừng rậm cách nhà chỉ độ vài chục trượng lát sau cũng có một tên vận thanh y theo cửa hậu đi ra nhìn quanh một lúc rồi cười nói ta đã bảo rằng trong nhà không có ai mà có sai đâu lão đã đi thì tiểu tử kia đâu còn ở lại tên cầm đầu tỏ vẻ do dự nhưng chúng ta đã thấy rõ tư đồ lão nhân chỉ đi có một mình Có thể chúng ẩn nấp đâu đó chăng Nhưng tên tiểu tử họ doãn đã bị trọng thương thì còn đi xa sao được Thương nam thi sợ chúng bỏ ra tìm kiếm Nên dắt chàng đi một quãng khá xa tìm chỗ ẩn nấp thật kín đáo Quả nhiên nam tiên tản ra xung quanh nhà tìm kiếm Một lúc sau không có kết quả gì mới bỏ đi Chờ cho chúng đã đi xa thương nam thi mới cùng doãn thiên kỳ trở lại gian lẻo Thương nam thi nổi lửa nấu cơm doãn thiên kỳ cũng ngồi trong bếp vợ phụ giúp vợ nói chuyện thỉnh thoảng hai người thay nhau cảnh giới phía chân núi xem còn có ai đến nữa không doãn thiên kỳ nóng lòng muốn biết vợ rồi đã xảy ra chuyện gì thường nam thi đem toàn bộ câu chuyện trước kể lại chỉ không nói đến tự mình đã đổ khí cho chẳng mà thôi doãn thiên kỳ trầm ngâm nói không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy mà huynh mê man không biết gì cả muội muội xin chúc mừng muội đã bái được danh sư huynh có nghe tên của sư phụ bao giờ chưa Gia sư có nói qua Tư đồ lão nhân là một vị kỳ nhân tiền bối Xét về bối phận còn cao hơn gia sư một bậc Huynh có biết gì về Đồng Phu Nhân không? Doãn Thiên Kỳ suy nghĩ một lúc mới trả lời Đồng Phu Nhân thì Huynh không nghe thấy bao giờ Chỉ biết trước đây trong Hồng Đăng Giáo Có một vị gọi là Hồng Đăng Phu Nhân Sử dụng binh khí là một chiếc chiết phiến chỉ dài ba tấc Trong giang hồ rất ít người đấu qua được vị đó ba chiêu Thường năm thi nhớ lại tối qua sư phụ nói với ma y sát câu nhất phiến thượng thanh vân tái phiến thiên hạ động liền reo lên đúng đúng rồi đồng phu nhân nhất định là hồng đăng phu nhân huynh còn nghe thêm gì nữa sư phụ nói rằng hồng đăng phu nhân đã nhiều năm không xuất hiện trên giang hồ hai người im lặng một lúc thương nam thi ra cửa quan sát xung quanh xong thì cơm cũng vừa chín thức ăn và trà cũng chuẩn bị đầy đủ vừa xới cơm thương nam thi vừa hỏi huynh nghĩ xem nữ nhân giả trang thanh y thiếu niên kia là nhân vật nào Doãn Thiên Kỳ lắc đầu Huynh nghĩ không ra Thương Nam Thiên liếc chàng một cái mỉm cười nói Nhưng muội này nghĩ ra một người Doãn Thiên Kỳ vội hỏi muội đoán ra là ai vậy Trừ Hạ Vân Nương ra còn ai nữa Doãn Thiên Kỳ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu Rất có khả năng Chỉ không hiểu sao nàng ta nằm trong tặc đảng lại giúp đỡ chúng ta thế Thương Nam Thiên liếc xéo Doãn Thiên Kỳ giọng nói có vẻ khác thường Cái đó sao Huynh còn hỏi Doãn Thiên Kỳ hiểu ra ẩn ý của vị tiểu muội hơi đỏ mặt không nói gì. Dọn dẹp nồi niêu chén bát xong, Thương Nam Thi trở vào uống nước cởi nói. Muội sắp đặt mọi thứ cẩn thận như vậy, nhưng sau khi chúng ta đi rồi vị tất đã có ai tới đây. Chắc chỉ có những người thợ săn mới vào đây. Thương Nam Thi phản bác, không đâu, người đi săn không tới. Đột nhiên Doãn Thiên Kỳ chỉ tay ra cửa sổ nói, muội xem đó không phải nào thợ săn là gì quả nhiên có một người phục sức theo lối thợ săn đang đi rất nhanh từ chân núi về phía cốc khẩu thương nam thi nói nhanh hôi ngay vào sau bếp đi muộn cho rằng chưa chắc đó đúng là thợ săn đâu doãn thiên kỳ gật đầu rồi tránh vào trái bếp vừa đến trước cửa người thợ săn đã gọi to lão trượng có nhà không trong tay người đó cầm hai con gà rừng lưng đeo cung tên ở thắt lưng còn đeo một thanh đao lớn người thợ săn chợt thấy trong nhà chỉ có một mình thương nam thi lúc đó đã cải trang thành một thiếu niên liền hỏi huynh đại là ai thương nam thi trả lời tài hạ là điệt nhi của lão nhân trong lẻo này hồi thứ mười sáu phản đồ đen tội người thợ săn quan sát thương nam thi từ đầu đến chân mới hỏi huynh đại ở đây một mình thôi sao vừa hỏi y vừa đưa mắt dò xét khắp gian phòng đặc biệt chú ý vào chiếc giường bỏ trống ở góc phòng trong qua bức màn mỏng Thương Nam Thi gật đầu đáp Đúng thế Lão trưởng trước ở lều này đã đi đâu Thúc thúc đến một sơn thôn gần đây Có lẽ cũng sắp trở về rồi Đột nhiên tên thợ săn rút phát thanh đao ra nói Hả hả ngươi không qua được mắt não tử này đâu Nha đầu mau thúc thổ chịu trói Vào lúc đó thì hai tên trắng án Bận áo ngắn màu xanh Tay cầm đại đao chạy như bay vào phòng Thương Nam Thi kinh hãi lùi lại hỏi Ngươi là ai? Tên thợ săn đáp đến thành đô là ngươi sẽ chết, còn tên tiểu tử họ Doãn ngươi đem giấu ở đâu?" Đột nhiên Doãn Thiên Kỳ từ góc bếp bước ra, uy nghiêm trước mặt tên Thở Săn cởi nhạt nói, "Tại hạ ở đây xin các hạ bỏ diện cụ ra." Tên Thở Săn kinh hãi lùi lại miệng lắp bắp, "Ngươi?" Doãn Thiên Kỳ lạnh giọng, "Thế nào các hạ không tin nào tại hạ đã bình phục rồi ư?" Tên Thở Săn lùi lại hai bước, lúc đó hai tên nam y trắng hán cũng đứng sát cánh bên hắn, tay cầm chắc binh khí phòng thổ. Doãn Thiên Kỳ từ từ rút ngọn phán quan bút ra cầm tay nói Các hạ còn chưa bỏ lớp giả diện đi còn chờ tạo xuất thủ nữa hay sao? Tên thở săn suy tính Tiểu tử này vừa rồi sợ thôi đại ca mà bỏ trốn Tất công lực hắn còn chưa hồi phục sợ gì chứ Liền khoát đao ra hiệu cho hai tên trắng hắn đồng bọn Xông lên bắt tên tiểu tử này Lập tức cả ba vung đao xông tới Ánh đao lấp loáng kinh nhân Doãn Thiên Kỳ cười nhạt phán quan bút xoay nhanh một vòng rồi điểm liền ba phát. Keng keng. Hai tên nam y trắng hán bị đánh bay mất binh khí. Tay tê cứng ngẩng đầu thất thần. Còn tên thợ săn tuy cũng bị đánh trúng thanh đại đao nhưng vẫn còn giữ được vội quay lưng bỏ chạy. Doãn Thiên Kỳ quát to. Chạy đi đâu? Càn nguyên chỉ liền xuất. Tên thợ săn ứng chỉ ngã phịch xuống đất. Hai tên thanh y hán tử biết không thoát được. Nên run bắn cả người đứng nguyên tại chỗ Doãn Thiên Kỳ bước đến cuối xuống kéo tấm diện cổ che mặt tiên thợ săn ra. Hóa ra là ngươi. Thương Nam Thi cổng lúc đó đã rời khỏi lều hỏi. Đại ca biết hắn sao? Doãn Thiên Kỳ đáp. Chúng ta đã từng gặp nhau ở Ba Đông. Đây là tên tặc nhân giả dạng tiên hái hoa đấy mà. Tiên thợ săn lúc đó đã ngồi lên đợt nói. Tiểu cậu, dù ngươi có nhận được lão ra thì cũng ích xỉ. Rút lời nguẹo đầu sang một bên mắt trận ngược ngáp phịch xuống đất. Doãn Thiên Kỳ vội lao đến nhưng thấy mặt hắn đã tím bầm đi mạch trận không còn đập nữa. Doãn Thiên Kỳ sợ hai tên kia cũng tử vẫn như tên thợ săn nên vội vàng điểm vào ma huyệt của chúng. Hai tên thanh y trang hắn không cử động được từ từ ngã xuống nhưng vẫn nói được. Thiếu hiệp chúng ta không có sẵn độc dược trong người đâu. Bây giờ các ngươi muốn giữ mạng sống của mình thì hãy trả lời cho ta đúng sự thật. Hai tên thanh y hắn tử vâng dạ luôn miệng. Xin thiếu hiệp cứ hỏi chúng ta biết gì tất không dám giấu giếm. Được tên thợ săn có tên họ là gì? Bẩm vị mạnh đại ca này mới về bổn bảo tiểu nhân cũng chưa biết tên. Doãn Thiên Kỳ ngạc nhiên hỏi. Thế nào hắn không phải là đồng đẳng của các ngươi sao? Vị đó được lão bảo chủ bổ sung thêm sáng nay cùng với 12 người khác. Doãn Thiên Kỳ hiểu ra lại hỏi. Tối qua các ngươi có thấy gì khác thường hay không? Không chúng ta chỉ có hơi quá chén. Đến sáng bạch vị quản gia mới gọi dậy Bảo theo vị mạnh đại ca này đến đây thăm dò Các ngươi biết thăm dò ai không? Vị mạnh đại ca chỉ nói rằng dò tìm tung tích một vị thiếu niên bị trọng thương Và một thiếu nữ giả dạng Ngoài ra chúng ta không biết gì thêm nữa Hai tên hán tử nói đến đó Đưa mắt nghi hoặc nhìn thương nam thi và doãn thiên kỷ Chàng lại hỏi Còn những vị tân khách của thất tinh hỏi Các ngươi có biết họ ở đâu không? Chúng ta chỉ nghe nói họ đã rời bảo từ sáng sớm Thương Nam Thi chật nói Đại ca bọn này chẳng biết gì đâu Tốt nhất chúng ta mau rời khỏi đây Có lẽ vẫn còn bọn khác tới nữa Doãn Thiên Kỳ gật đầu Giải khai huyệt đạo cho hai tên thanh y hắn tử bảo chúng Các người mang tên đó vào trong này chôn đi Hai tên đó đành theo lời Mang tên thợ săn ra khu rừng rậm Sau gian lèo đào hố sơ sảy Rồng nó cây vào một số đất đá vùi xuống Xong việc chúng lo sợ nhìn Doãn Thiên Kỳ hỏi Thiếu hiệp bây giờ thì cho chúng ta đi chứ doãn thiên kỳ nhanh như chớp phóng chỉ điểm vào mấy chỗ huyệt đạo của hai tên hãn tử cởi nói xin hai vị chịu khó nằm đây một ngày đến nửa đêm huyệt đạo sẽ tự giải khai các vị sẽ tự do trở về vì để giữ bí mật nên tại hạ bất đắc dĩ phải làm như thế hai tên hãn tử bị điểm á huyệt không nói được nhưng đầu ngọ nguậy tỏ vẻ rất sợ hãi thương nam thi cởi nói chúng ta nên treo chúng lên cành cây kẻo lỡ ra bị thú dữ ăn thịt mất doãn thiên kỳ gật đầu cởi đáp đúng thế suýt nữa huynh quên chỉ một nát sau họ đã để hai tên hán tử lên một lùm cây rậm rạp hai người quay vào lều lấy hành lý rồi tiếp tục hành trình về hướng tây doãn thiên kỷ hỏi chúng ta đi đâu bây giờ tất nhiên là đến cẩu đỉnh sơn doãn thiên kỷ phản đối huynh thấy rằng trước hết nên đến nga mi để làm gì chồng mi thượng nhân bị hại lại có người giả mạo việc đó rất nghiêm trọng tất nhiên người trong phục khổ tự còn chưa ai biết chuyện này chúng ta nên đến vạch trần âm mưu đó đồng thời trả lại kim bài trưởng môn cho họ thương nam thiên lắc đầu chỉ e lão tặc giả mạo trưởng mi thượng nhân đã đến đó trước chúng ta rồi thế nào hắn cũng đề phòng chúng ta hơn nữa người có phục khổ tự chắc gì đã tin chúng ta huynh có tín phủ của minh chủ võ lâm lại mang kim bài trưởng môn của phương trưởng phục khổ tự làm sao họ không tin được nhưng muốn vào nga mi tất bọn đệ tử trước hết phải phi báo với phương trưởng Chẳng lẽ chịu để chúng ta thanh minh chuyện này ư? Ừ, tất phải tìm cách ám toán. Hơn nữa bọn tạc đảng đó không chỉ giả mạo một mình chứng mi thượng nhân. Nhiệm vụ chính của đại ca được cảnh bá bá giao là điều tra vụ thanh thành mà không được để lộ thân phận. Doãn Thiên Kỳ thấy lời lẽ của Thương Nam Thi có lý. ngẫm nghĩ dây lát rồi hỏi. Theo mọi thì nên làm thế nào? Mọi cho rằng trước khi huynh đi thanh thành. Gia phổ đã phát hiện được chuyện gì đó nên trao cho huynh chiếc nhẫn. Trước mắt chúng ta hãy tìm gặp La Anh Công tiền bối xem vị này có chỉ thị gì không. Hiện tại tình hình xuyên Tây trở nên hỗn loạn. Chúng ta cần tìm hiểu lai lịch của bọn giả mạo này. Rồi về báo cáo với cảnh bá bá. Đại lão nhân ra quyết định nên hành động thế nào chúng ta không thể tự tiện. Doãn Thiên Kỳ nhớ lại trước lúc đi sư phụ đã dặn kỹ tuyệt đối không được vọng động rút dây động dần. Nay thương nam thi lập luận như thế cũng hợp lý nên gật động nói muội nói thế cũng phải chúng ta trước tiên nên đến gặp la anh công tiền bối nhưng không biết cửu đỉnh sơn có xa không không xa lắm chỉ chừng một ngày đường là tới rất tốt từ nay tới khi gặp la anh công là do muội làm chủ Thương Nam thi nhuyễn miệng cười tươi nói vậy thì chúng ta đi họ lên nổi trong rừng chừng một canh giờ thương nam thi dừng lại nói cầu đỉnh sơn nằm giữa thanh thành và củng lai muốn đến đó phải qua một bến đỏ chúng ta nên cải trang cẩn thận rồi hai người hóa trang thành hai huynh ngoại tiếp tục hành trình chiều hôm sau đã tới được chân núi cầu đỉnh sơn cầu đỉnh sơn có phạm vi tới mấy chục dặm nằm giữa thanh thành và cổng lai gồm chín ngọn núi cao tít mây xanh thường năm thì đã có lần cùng phụ thân đến vùng này hái thuốc nên thông thuộc đường đất hai người đến một xóm dân cư nhỏ ở sơn cước hỏi thăm trong xóm chỉ có độ mười mấy nóc da, nhưng không ai biết la anh công cả chỉ nói ở phía tây cách đó chừng hai mươi dặm giữa núi sâu có một gian nhà tranh từ lâu có một lão nhân sinh sống ở đó vì đường xá hiểm trở nên cư dân ít khi lui tới nơi đó không biết danh hiệu của lão nhân đó là gì hai người lại nhắm hướng tây đi tiếp vượt qua mấy sườn núi thấy phía trước rất hiểm trở đầy dây neo cỏ dại đường đi rất hiểm trở ít người lai vãng hai người đi hết một thời trường chắc đã vượt được một quãng đường chừng hai mươi dặm Thường nam thi đi trước đưa mắt quan sát khắp bốn xung quanh với quang đường xa như vậy chỉ sai phương hướng một chút là có thể lệch mấy dặm đường hơn nữa nơi đây núi rừng trùng điệp thế núi hiểm trở tìm được một mái nhà tranh không phải là chuyện dễ dàng đang đi chợt thương nam thi cúi xuống nhìn kỹ đám cỏ doãn thiên kỳ ngạc nhiên hỏi Mọi tìm gì thế thương nam thi vừa rẽ lá vừa đáp ở đây có dấu vết chân người Quả nhiên nhìn kỹ mới phát hiện được đám quả rậm bị rẽ thành một lối đi, phải nhìn kỹ lắm mới phát hiện ra. Doãn Thiên Kỳ cảm phục thốt lên: Mọi mọi tinh tế thật. Nếu đổi là huynh thì e không phát hiện ra được. Nam Thi cởi đáp: Mọi từ nhỏ vẫn theo phụ thân đi hái thuốc khắp nơi, được lão nhân gia chỉ dạy cho cách phát hiện vết chân người đề phòng kia lạc đường. Xem ra đường này không phải do dân thường qua lại đâu, tất là người có võ công. Hai người theo lối đi đó vượt qua một sườn núi, chợt gặp một tên tiểu đồng chừng 15 tuổi, lưng đeo túi thuốc từ trên sườn dốc đi xuống. Thương Nam Thi cả mừng vội dấn bước tiến lên cởi nói. Tiểu huynh đệ cho hỏi thăm ở trong núi này có một vị gọi là La Anh Công tiền mối không? Tên tiểu đồng ngạc nhiên nhìn hai người một lúc trên mặt nộ vẻ vui mừng cũng bước lên chắp tay nói. Cô nương cần tìm ra sư ư. Nói xong tay trái đột nhiên làm một động tác như là ám hiệu. Thường Nam Thi vẫn nhạy cảm thấy vậy nghĩ thầm Hắn vừa gặp nó ra ám hiệu gì đây Mình cũng nên bắt trước làm như vậy Để xem hắn phản ứng thế nào Nghĩ đoạn tay trái ngầm lầm Giống như tên tiểu đồng cởi nói Đúng thế chúng ta đến tìm lệnh sư huynh đệ xưng hô thế nào Tiểu đồng thấy đối phương trả lời Đúng ám hiệu vội công kính trả lời Tiểu nhân là Lý Bưu Đồng thời lấy từ trong túi ra một chiếc ngân bài Đặt trong lòng bàn tay đưa lên Doãn Thiên Kỳ rất ngạc nhiên trước hành động đó nhưng thương nam thi sợ chẳng nói lỡ ra điều gì chăng liền vội vàng quay lại đưa mắt ra hiểu. Tuy nhiên Doãn Thiên Kỳ từng gặp nhiều hiểm cảnh nên thu được một số kinh nghiệm. Tuy bụng sinh nghi nhưng chú ý quan sát bụng thầm cảnh giác mà không nói gì. Tên tiểu đồng lại nói. Trong thời gian gia sư hành công tiểu nhân vẫn đứng ở đây đón cô nương giáo lâm. Thương nam thi nhìn thấy tấm ngân bài thẩm nghĩ. Quả nhiên hắn đã nhận lầm người nhưng lại gật đầu hỏi. Sao ngươi biết chúng ta hôm nay đến? Tên tiểu đồng cất tấm ngân bài đi công kính trả lời. Tiểu nhân nghe đại sư huynh nói cô nương mấy ngày nữa sẽ đến. Thương Nam Thi lại nghĩ. Như vậy, tuy là anh công ẩn tích trong núi sâu nhưng bọn môn hạ của ông ta đều bị người khác mua chuộc cả rồi. Nên chỉ hỏi rằng, các người ở đây cả thể có bao nhiêu người? Trừ la anh công ra còn đại sư huynh, nhị sư huynh và tiểu nhân ba người. Tiểu huynh đã làm môn hạ của hắn mấy năm rồi. Tiểu nhân được lệnh đầu nhập vào làm môn hạ của la anh công tới nay là hai năm. Doãn Thiên Kỳ thẩm nghĩ Tên này miệng chỉ toàn gọi La Anh Công Chứng tỏ không coi vị đó là sư phổ Hai năm trước hắn chỉ mới chừng 13 tuổi Mà đã được phái đến tiềm phục ở đây rồi sao Thương Nam Thi hỏi Hai vị sư huynh của ngươi đâu Đại sư huynh tên là Thích Thiếu Hiên Vốn là nội điệt của La Anh Công Vừa xuống núi lo chuyện tạp phổ Nhị sư huynh tên là Điêu Anh Vẫn còn ở nhà Đột nhiên hắn hạ thấp giọng La Anh Công đã Đột nhiên có tiếng cắt ngang lời hắn Lý Bưu Tên tiểu đồng hoang mang nhìn hai người nói Sư phụ tỉnh dậy rồi nhị vị Thương Nam Thi ra lệnh Người đi trước dẫn đường Chúng ta trước hết đến gặp lệnh sư rồi mới hành động Lý Bưu dạ một tiếng rồi nhỏ giọng Hai vị cứ yên tâm Chúng ta đã lo liệu tất cả Rút lời quay lưng đi lên dốc Thương Nam Thi vừa đi vừa suy tính Tuy biết rằng bọn đồ đệ của La Anh Công Đều là tặc đảng tiềm phục Nhưng nội tình họ lại không biết chút gì Khi gặp La Anh Công nên sở trí thế nào tuy vậy vì phải theo sát tên tiểu đồng nên không thể trao đổi gì với doãn thiên kỷ được họ lên hết con dốc thì đến một bãi đất khá bằng phẳng hoa cỏ thơm ngát một ngôi nhà tranh nằm quấy bãi đất đó một tên hắn tử chừng mười ba tuổi đứng trước nhà kêu to lý bưu chạy đâu thế sư phụ tỉnh rồi gọi mãi mà không thấy ngươi đâu cả hắn vội vàng chạy ra thấy sau lý bưu còn có hai người lý bưu hai vị này là ai Tên tiểu đồng nháy mắt ra hiệu Sau đó tay phóc một cử chỉ Nhị sư huynh Hai vị này đến tìm sư phụ Dám đoán tên này là nhị sư huynh Điêu anh rồi Hắn nhẹ gật đầu hỏi Sao ngươi không bảo họ rằng sư phụ không tiếp người ngoài Lý bưu đáp Tiểu đại đã nói nhưng họ nói rằng Vì còn ít tuổi nên Lý bưu chưa biết đối đáp sao cho hợp Doãn thiên kỳ chắp tay thi lễ Sau đó đỡ lại Huynh mọi tài hạ mang theo tín vật của la lão tiền bối đến cầu kiến mong huynh đài báo dùm một tiếng. Điều anh nghi hoặc hỏi hai vị có tín vật gì thế? Doãn Thiên Kỳ để lộ ra chiếc nhẫn ngọc đáp tín vật này. Điều anh gật đầu nói. Hai vị chờ đây một nát để tài hạ vào bẩm với sư phụ. Rút nói quay vào gian nẻo. Lý Bưu nhỏ rộng. Sư phụ không có trong nhà này. Thương Nam Thi ngạc nhiên hỏi. Vậy lệnh sư ở chỗ nào? Trong một hang núi sau nhà Nếu không được phép thì không ai được vào đó cả Lát sau điêu anh trở ra nói Mời hai vị vào Doãn Thiên Kỳ và Thương Nam Thi Theo hắn bước vào trong lẻo Thương Nam Thi dùng truyền âm nhập mật căn dặn Đại ca không được nói thật danh đâu nha Ba người đã ở trong phòng khách Thấy chỉ có mấy chiếc ghế Ngoài ra không còn vật gì khác Nhưng gian phòng sạch bóng Chính giữa treo một câu đối rằng Sơn trung vô tuế nguyệt Môn ngoại hữu tỉnh lâm nét bút rắn giỏi không để tên người thủ bút chắc là tác phẩm của la anh công lý biêu cũng theo vào bưng nước đến điêu anh chắp tay không người nói xin mời nhị vị ngồi liền đó nghe có tiếng bước chân một lão nhân mình vận nam y chân đi quốc mộc từ sau phòng khách chậm bước đi vào lão nhân tuổi độ bảy mươi thần thái hơi gầy nhưng sắc mặt hồng hào tươi nhuận đôi mắt long lanh sáng quắc điêu anh đứng nghiêm thấp giọng nói gia sư đã ra rồi doãn thiên kỳ thương nam thi vội đứng lên doãn thiên kỳ chắp tay vái một cái nói văn bối là đoàn kỳ đoàn nam anh bái kiến la tiền bối lai anh công ngồi xuống ghế đưa mắt quan sát hai vị khách một đốc rồi lạnh giọng hỏi hai vị tìm lão phu có việc gì doãn thiên kỳ hai tay nâng chiếc nhẫn lên đáp đây là tín vật của tiền bối lai anh công cầm chiếc nhẫn gật đầu nói không sai đây là vật của lão phu các ngươi lấy nó ở đâu thương nam thi đáp thay Người được lão tiền bối tặng chiếc nhẫn này chỉ dặn chúng ta đến đây tìm lão tiền bối mà không nói rõ chuyện gì. Lão chợt chừng mắt nhìn hai tên đổ đệ, đanh giọng. Các người còn đứng đây làm gì chứ? Điêu anh và Lý Biêu đồng thanh dạ một tiếng rồi cùng bước ra khỏi phòng. Chờ chúng ra xa rồi thương nam thi khẽ nói. Lão tiền bối hết lượng thứ cho, ván bối vừa rồi tự giới thiệu không phải là thật danh đâu. Lan công bực tức khử một tiếng. Việc gì mà phải lấp lửng như thế chứ? Các ngươi rốt cuộc là người thế nào? Thương Nam Thi trả lời. Ván bối là Thương Nam Thi gia phổ là Thương Trinh Mộc. Là anh công gật đầu. Ngươi là nhi nữ của Thương Dược Sư con vị này. Huynh ấy là Doãn Thiên Kỳ, môn hạ của thiết diện thần phán cảnh bá bá. Là anh công nhìn Doãn Thiên Kỳ, vẫn lại gật đầu lẩm bẩm, đồ đệ của cảnh tôn lượng. Đột nhiên xa sẩm hỏi, vừa rồi tại sao các ngươi giả danh với Lão Phu? Thương Nam Thi nhìn ra cửa thấp rộng Hai vị cao tốc của tiền bối Nàng cố tình dừng lại giữa câu La anh công hỏi Tiểu đồ thế nào Thương Nam Thi ngập ngừng Chẳng hay não tiền bối có phát hiện thấy chuyện gì khác thường không La anh công phóng tia mắt sắc lạnh nhìn hai người nói Chuyện gì khác thường Thương Nam Thi vẫn tỏ ra kiên nhẫn Chẳng hạn như nói năng hành động hàng ngày của họ Lan công cười hăng hắc hỏi. Phụ thân ngươi sai các ngươi tới đây chỉ cốt nói câu đó thôi sao? Không phải. Vậy thì ngươi cho rằng chúng có điều gì giấu giếm Lão Phu? Có thể. Chúng theo Lão Phu đã nhiều năm, sao Lão Phu không biết? Vì vãn bối đến vừa đúng lúc hai vị cao túc đó nhầm vãn bối với một người nào đó. Lai Công trở nên nghi hoặc hỏi, người nào? Thương Nam Thi trả lời. Vãn bối cũng không biết là người nào, chỉ tin chắc rằng người này hẹn với hai vị cao túc đến trong thời gian này. Chúng đã nói với ngươi vậy sao Thương Nam Thi nhìn ra ngoài phòng Khi thấy Điêu Anh và Lý Báo không thể nghe nén được Mới thấp giọng kể cho La Anh Công biết chuyện đã xảy ra một cách tưởng tận La Anh Công biến sắc giận dữ nói Không ngờ hành nghiệt xúc này dám khinh sư diệt tổ phản lại lão phu Tiếp đó cười nên hô hô nói thêm Nếu hai người không có tín vật thì lão phu chẳng dám tin Vừa dứt tiếng tay phải nhanh như chớp xuất chỉ điểm trong gión thiên kỳ và thương nam thi Hai người này ngay cả nhìn cũng không nhìn rõ Chứ đừng nói gì đến chuyện tránh Lập tức bị điểm trúng mấy huyệt đạo ngồi bất động Doãn Thiên Kỳ thất kinh dâng mắt hỏi Lão tiền bối Là anh công quát lên Không được nói Chợt gọi to Điêu anh lý bưu các ngươi vào đây Hai tên đồ đại vội vàng chạy vào cúi đầu hỏi Sư phụ có gì sai bảo Là anh công hất hàm nhìn hai vị khách hỏi Các ngươi có biết lai lịch hay tên kia không Điêu anh công kính đáp chúng tự xưng là có tín vật của sư phụ đệ tử không biết nay nịch của bọn chúng Lai công quay sang lý bưu còn ngươi lý bưu nhìn hai người một lát rồi cũng nói đệ tử không biết Lai công chậm rãi nói tín vật không giả nhưng hai tên này lai lịch khả nghi ta đã nhận ra chỗ sơ hở vừa nói vừa quét mắt nhìn hai người như kiểm tra thần sắc của họ điều anh xuôi tay đứng nghiêm sắc diện vẫn trấn tĩnh nhưng Lý Bưu còn ít tuổi cảm thấy có cơn lạnh dọc theo xương sống Tuy muốn trấn tĩnh nhưng dù sao cũng lộ vẻ lo lắng Anh công đâu không nhìn thấy liền quát to Lý Bưu Lý Bưu giật mình cuối người dạ một tiếng Anh công đanh giọng hỏi Người theo ta đã bao lâu rồi Sắc mặt Lý Bưu đỏ lợn rồi tái mét hắn khẽ đáp Đệ tử theo lão gia đã hai năm Ngươi còn nhớ trường hợp khi đến đây thế nào không Lý Bưu trấn tĩnh hơn được một chút trả lời đệ tử vốn mồ côi lưu lạc khắp nơi hai năm trước gặp phải một con hổ dưới chân núi may được đại sư huynh cứu đem về đây lão cởi to nói lẽ ra sư phụ phải nghĩ ra ngươi rất đáng khả nghi từ trước mới phải lý bưu run bắn cả người run giọng kêu lên sư phụ lai công hử một tiếng chỉ lên hai câu đối treo trên tường nói sư phụ là người ẩn cư không đua tranh cùng nhân thế nên mới viết hai câu đối này để cảnh tỉnh các ngươi thế nhân hiểm trá chỉ cần ra khỏi mái lều này của sư phụ tất gặp chuyện thị phi không ngờ ngay ở trong mái lều tranh này cũng có chuyện gian trá vậy mà sư phụ chẳng hề hay biết cả hai tên đó đã im thiên thiết la anh công nói tiếp nếu hôm nay sư phụ không nhận ra chỗ sơ hở của hai tên khách quý này thì vẫn tiếp tục bị các ngươi giấu diếm điều anh không ngẩng nói hai người này nói gì mà khiến sư phụ nghi ngờ lai lịch của tiểu sư đệ Anh Công không để ý đến điều anh mà quát hỏi tên tiểu động Lý Bưu nói nhanh ai phải ngươi đến tiềm phục ở đây Lý Bưu mặt không còn chút huyết sắc vội quỳ sụp xuống ngay giật đầu nói sư phụ ấy là chúng ngậm máu phun người đệ tử quyết không làm chuyện ấy Anh Công quắc mắt ta thoái ẩn từ lâu nhưng đối với thứ đồ đại phản nghịch quyết không khoan thứ đâu Lý Bưu khóc lóc nói sư phụ thật không có chuyện đó đại tử biết nói thế nào Lai công thấy chúng mồm năm miệng mười chối biến trong lòng cũng trở nên dao động. Lại nhìn sang Doãn Thiên Kỳ và Thương Nam Thi biết họ nói không sai. Trong lòng còn trần trừ chưa quyết trầm ngâm hồi lâu mới nói tiếp. Hai tên này đã khai hết rồi các ngươi sao còn dám chối cãi. Bây giờ khai hết ra thì còn kịp. Lý Bưu vội hỏi. Sư phụ môn đệ tử nói gì? Các ngươi âm mưu làm gì lão phu? Kẻ mua cho các ngươi là ai? Nói lão phu tha mạng cho Điêu Anh đột nhiên chen lại. Chúng ta nói ra dù sư phụ ta mạng chúng ta cũng đừng mong thoát được. Lai Anh Công tức giận nói. Vậy là quả nhiên các ngươi bị người lợi dụng phản bội ta rồi. Điêu Anh chợt quỳ xuống phủ đầu nói. Sư phụ đệ tử mắc tội với lão nhân gia. Lai Anh Công giọng có hơi dịu lại. Ta không giết các ngươi còn ai dám giết các ngươi chứ. Điêu Anh vẫn cúi đầu phủ phục. Lý Bưu liếc nhìn sang nhị sư huynh rồi bỗng rung giọng Sư phụ đã tử cũng không sống nổi nữa rồi Rồi toàn thân run bắn lên Đầu gục xuống không ngẩng lên nữa Đột nhiên thương nam thi kêu lên Lão tiền bối Chúng uống thuốc độc tự tận rồi Vâng thưa quý vị và các bạn Trên đây đã kết thúc phần thứ 6 tiểu thuyết Thiên diện nhân ma Nếu các bạn thấy hay Xin hãy vui lòng like chia sẻ đăng ký Và ủng hộ cho kênh Xin chào tất cả các bạn Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong các clip tiếp theo